第195 thiên, ngày 195. Hãy nghe và nhắc lại cách nói hoan nghênh quý khách hay xin kính chào quý khách. Hoan nghênh quang lín. Hoan nghênh quang lín. Hoan nghênh quang lín. Hoan nghênh quang lín. Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Trước đây học ở trường đại học nào? 以前在哪所大学读书? Tải về. 下载. Rất quen thuộc. 很熟悉. Trông có vẻ như. 看起来. Vì rất ngon, rất thơm. 味道很好，很香。Chỉ lớn hơn mình 2 tuổi. 只比我大2岁. Nói chung là. 总之. Vừa rồi là chị ruột. 刚刚是亲姐姐。Luyện tập nói tiếng Trung. 练习讲中文。Không cần cố đi ôn từ mới và bài khóa gì nữa cả. Bố dùng 刻意去复习生词和课文什么的。Không cần vội, từ từ thôi. Bố dùng 急 慢慢来. Mỗi một ngôn ngữ đều là như vậy mà. Mấy cái ngữ言都是这样子的. Có sắp xếp gì, có an bài gì. 有什么安排? Thời gian qua nhanh thật. 时间过得真快. Thay xong rồi. 换好了. Phố người Hoa. 华人街 tìm người hỏi đường. 找人问路. Tạm biệt chú ạ. 叔叔再见. Nửa tiếng đồng hồ mới tìm thấy. 半个小时才找着. Đi thang máy lên. Người nói đang ở dưới. 坐电梯上去. Quán lẩu buffet. 自助火锅店. Lên tầng 6 ăn thử xem. 上6楼吃吃看. Lâu lắm chưa ăn lẩu kiểu Trung Quốc rồi. 好久没吃中式火锅了。Hoan nghênh quý khách, kính chào quý khách. Hoan nghênh quang lín.